Trần gian Chúa Giêsu, còn lòng mẹ ơn phúc luôn tràn lan, mẹ ban phán cho nhân trần. Mẹ ơi, con ca mừng thiên trước mẹ Chúa Trời, chiều thiên uy linh 12 anh sao rạng ngời, từ nơi cao sáng xin thương nhìn xem chúng con, hằng ngóng trông mong phần vinh phúc trên trời cao. Khân và Kiều Quanh cho xin đại diện Giáo hội Công giáo cho xin trao lại chương trình hùng thú hùng phối cho hai bạn, và cho xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho hai bạn nhé. Và giờ đây cho mời hai bạn tiến lên để chúng con thắp lên hai ngọn nến mà do chính hai người mẹ của các con đã thắp lên đầu thánh lễ, để kể từ hôm nay hai con sẽ không là hai mà là một. Thanh niên
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho hai bạn Phaolô Dương Quốc Hân và Maria Phạm Thị Kiều Quanh vừa thành hôn theo luật hội thánh, mọi duyên này Chúa đã xe đứng. Xin cùng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc tất là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã muốn kết hợp hai người nam nữ bằng hôn ước để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng. Để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện, con cái cha ngày thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ cha dự liệu và ban ơn, cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho tôi ban sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng, và cho con cái họ được tái sinh để giáo hội càng thêm phát triển nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng và tung hô rằng: Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa ban qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì thầy làm mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau vừa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm đứng tuyên. Lạy Chúa, chúng con đang chiên, Chúa chiều chiên. Là tiên sư, Chúa sống lại. Cho cây thì, Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các đức giám mục phụ tá, tổng giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, Thánh Phaolô, các thánh tự vị đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha còn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho đôi tân hôn này đã đến bàn thờ để kết hôn được thông phần mình và máu Chúa Kitô, được luôn kết hiệp bằng tình yêu thương nhau. Lời Cha chi thánh, Cha đã kết hợp người nam và người nữ theo hình ảnh Cha, để người nam và người nữ đã liên kết với nhau bằng sự hiệp nhất xác hồn. Họ chu toàn nghĩa vụ của họ ở trần gian. Lạy Cha, để mặc khải chương trình tình yêu của Cha, Cha đã buông giao ước này được tiêu biểu bằng tình yêu thương nhau của đôi tân hôn. Giao ước mà chính Cha đã đôi thương ký kết với dân Cha, để nhờ ý nghĩa trọn vẹn của bí tích này, mầu nhiệm hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội Thánh được tỏa bài qua sự kết hợp giữa các tín hữu Chúa. Chúng con nài xin Chúa Cha tối thương giơ tay che chở tôi tớ Chúa đây là Phaolô Dương Quân Hân và Maria Phạm Thị Kiều Quân. Lạy Cha, nhờ việc cử hành bí tích hôn nhân này, xin cho họ biết trao đổi cho nhau ân tình yêu của Cha, và khi họ minh chứng cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Cha thì họ được tâm đầu ý hiệp. Lạy Cha, xin cũng cho họ biết dùng việc làm mà nâng đỡ gia đình họ gầy dựng và chuẩn bị cho con cái họ sau khi được giáo huấn bằng chân lý phúc âm thì được đón nhận vào nhà Cha, gia đình thiên quốc của Cha. Xin Cha đối phương ban tràn đầy ân phúc lành trên nữ tỳ của Cha đây là Maria Phạm Thị Kiều Quân, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, biết dùng tình yêu trong sạch làm cho gia đình ấm cúng, và biết dùng sự hiền hòa khả ái làm cho gia đình được rạng rỡ. Lạy Cha, xin cũng dùng ơn Chúa phép lành bởi trời mà bảo vệ tôi tớ của Cha đây là Phaolô Dương Quân Hân, để chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thành và người cha cần mẫn. Lạy Cha chi thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha biết ao ước tiến lên bằng thánh, và mai ngày được hân hoan tham dự bằng tiệc tiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội của chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong ngày vui hôm nay, quý vị anh chị em cùng với hai gia đình chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phúc trời được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sẵn son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lắm muôn trùng, luôn bước huy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình. Mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện, xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dân đàn con sống theo đường ngài.
Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình. Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau lớn hơn tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em ngập ngàn ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sẵn son hiền ngoan. Quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Cho các công việc của hai em Quốc Hân và Kiều Anh.
cũng như dành những bài hát và giọng ca rất hay giúp cho anh lễ thêm phần trang trọng và tốt đẹp. Và trong tình yêu thương của quý cha và quý vị, chúng tôi xin được kính mời quý cha và quý vị tới tham dự buổi tiệc mừng cho hai cháu hôm nay tại nhà hàng Liberty Bình Hào. Chúng tôi rất hân hạnh và hân hoan chào đón quý cha và toàn thể quý vị. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị. Và một lần nữa, chúng con xin kính mời quý cha cùng toàn thể quý vị sau thánh lễ. Hôm nay chúng con có buổi tiệc nhẹ nhàng trưa tại cái hội nhóm sau thánh lễ. Kiều Quân, con thân mến, cho đại diện cho tất cả các anh chị em trong ca đoàn thứ bảy, ca đoàn La Vang tại Karamata cũng như ca đoàn Hồng Ân, cha cảm ơn con rất nhiều về tất cả những hy sinh, cố gắng, tình bạn của con dành cho tất cả các anh chị. Có lẽ các bạn trong ca đoàn sẽ nhớ con nhiều lắm khi con đi London đấy con. Mời các bạn chúc mừng Kiều Quanh một tràng pháo tay. Khi nào qua London rồi đó, con nhớ gửi dây thép về cho mấy anh chị nha. Mấy anh chị cũng muốn London có gì đẹp không á Kiều Quanh? Quốc Hân, con đã khiêng đi, cha không muốn dùng từ lấy đi hay cướp đi, con đã khiêng đi một cái món quà hay là một cái kho tàng của cả đoàn đấy con. Bởi vì không những cái sự nhỏ nhẹ hay rồi tế nhị của Kiều Quanh, nhưng là Kiều Quanh có một giọng hát, một cái MC cũng rất là giỏi, cho nên là ca đoàn mất đi một cái bảo tàng rồi đó con, cho nên là con hãy trân quý cái món quà của Sydney nha con, cho nên là con lúc nào có rảnh ở London thì nhớ về thăm Sydney tí xíu ha, để cho các bạn này còn gặp lại Kiều Quanh ngày nào nữa chứ ha. Chúc hai con luôn luôn được hạnh phúc nơi đất khách quê người ở bên kia ha. Có gì con nhớ install cái Viber đó con. Kiều Quanh có gì cứ gọi thẳng cha con, cha sort it out for you. Cha sẽ làm việc ngay lập tức ha. Chúc hai bạn thật hạnh phúc và luôn luôn được cái sự yêu mến của mọi người, cũng như được Thiên Chúa chúc phúc nơi mà con sẽ bước tiến. Hy vọng là con sẽ tìm được một cái gì đó hạnh phúc trong cuộc đời của con tại London. Chắc chắn là Quốc Hân là cả bầu trời của con rồi. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau nha. Xin chào các bạn. Từ đây cha Thiên Chúa chúc lành cho hai con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự bằng tiệc thánh. Giờ đây xin cùng ban cho Quốc Hân và Kiều Quanh được kết hợp với nhau nhờ bí tích hôn nhân, được luôn luôn gắn bó cùng Chúa và biết loan truyền danh thánh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là cha còn ăn ban cho hai bạn niềm vui của người và được chúc được phúc thay Chúa ban phúc lành cho con cái. Amen. Xin Đức Giêsu Kitô là con một của Thiên Chúa đối thương phù giúp hai con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Xin Thiên Thần của Chúa hằng tuôn đổ tình thương của người xuống lòng hai bạn và mọi thân quyến. Amen.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Phúc Hân và Kiều Quanh, trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống gia đình, con hãy nhớ đến Đức Maria là người mẹ dịu hiền của hai con, luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ và dìu dắt hai con. Thế thì ngày hôm nay hai con hãy dìu dắt nhau đến trước bàn thờ Đức Maria để xin mẹ chúc phúc. Tay nhau đôi ta nguyện thương. Cầu khấn